Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là Samsung Galaxy Z4 Plus đang chờ thế mới pin tẩy di động cao cấp.vn. Pin của Samsung Galaxy Z4 Plus có tên mã là EBBG610ABE. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần pin, pin của Samsung Galaxy Z4 Plus lỗi hỏng, cầm địa chỉ thay mới. Quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ ngay đường dây nóng tư vấn sửa chữa 0911582123. Những khách hàng ở xa muốn thay pin cho Samsung Galaxy Z4 Plus, quý vị các bạn cũng đừng ngần ngại liên hệ ngay đường dây nóng 0911582123. Chúng tôi sẽ chuyển pin đến tận địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Mọi thắc mắc thêm về dịch vụ thay mới pin cho Samsung Galaxy Z4 Plus, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123 để được tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn.